Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin địa phương. Bắn nhau ở Pomona, hai người đã bị thiệt mạng. Một vụ bắn nhau tại Pomona vừa diễn ra vào cuối tuần vừa qua khiến cho hai người đã thiệt mạng, theo thông báo từ giới hữu trách. Sự việc diễn ra tại khu vực số 1200 đường Thomas, theo thượng sĩ Jamie Martinez của cảnh sát Pomona cho biết. Cảnh sát đã phát hiện hai nạn nhân bị trúng đạn. Cả hai đã được xác định là đã chết tại hiện trường. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được công bố. Hiện thì vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ bắn nhau hoặc là cảnh sát đã xác định được nghi can hay chưa. Thượng sĩ Jamie Martinez cho biết, lý do gây ra tội ác này vẫn chưa được điều tra. Các thám tử tin rằng đây là một vụ nổ súng độc lập, không gây ra mối đe dọa lớn cho cộng đồng. Cảnh sát đã yêu cầu nếu như ai biết thêm thông tin về vụ việc thì cần liên lạc với cơ quan cảnh sát ở Pomona theo số điện thoại 909-620-2085, 909-620-2085 hoặc là Crime Stoppers tại số 800-222-8477. Hoàng Dung xin nhắc lại 800-222-8477. Số trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại Los Angeles tăng cao khiến cho các giới chức y tế lên tiếng. Số trường hợp bùng phát COVID-19 tại những nơi làm việc ở quận hạt Los Angeles tăng cao bất ngờ trong tháng qua. Theo nữ tiến sĩ Dawn Terashita, là phó giám đốc về kiểm soát bệnh truyền nhiễm cấp tính tại cơ quan y tế công cộng quận hạt Los Angeles cho hay. Các giới chức y tế đã ghi nhận tới 153 địa điểm bùng phát từ những nơi làm việc, các dịch vụ thành phố cho tới các công ty giải trí, mặc dù số trường hợp bị nhiễm COVID-19 lần này thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Với số các nhân viên trở lại làm việc trực tiếp nhiều hơn, thì việc các trường hợp bị nhiễm COVID-19 lên cao không phải là điều bất ngờ. Mỗi lần mọi người tụ tập với nhau, luôn có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Nơi làm việc sẽ là nơi lây truyền tốt nhất. Nữ tiến sĩ Terashita nhấn mạnh, bà cũng nhắc nhở rằng các nhà tuyển dụng phải cung cấp khẩu trang và xét nghiệm COVID-19 miễn phí, cũng như thông báo cho nhân viên sau khi họ tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Nữ tiến sĩ Terashita khuyến khích việc sử dụng khẩu trang và tự xét nghiệm trước khi tham gia bất kỳ buổi tụ họp nào. Bà cũng lưu ý rằng việc chích ngừa phòng chống COVID-19 loại mới sắp ra mắt cũng có thể giúp kiểm soát được tình hình lây bệnh. Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay. Thăm dò mới tiết lộ cho biết là người California phản đối việc bồi thường tiền mặt cho nạn nô lệ. Một cuộc thăm dò gần đây do Viện Nghiên cứu Chính trị của UC Berkeley thực hiện và có sự tài trợ của tờ The Times đã cho thấy đa số cử tri California mạnh mẽ phản đối ý tưởng bồi thường tiền mặt cho hậu duệ của những người Mỹ gốc Phi bị nô lệ. Cuộc khảo sát này cho thấy những thách thức chính trị sắp tới đối với các nhà lập pháp tiểu bang, khi mà 59% người tham gia phản đối và chỉ có 28% thì ủng hộ đề nghị này. Ban công tác bồi thường của California được khởi xướng vào năm 2020 bởi thống đốc dân chủ là ông Gavin Newsom và các nhà lập pháp của tiểu bang. Sau 2 năm thảo luận thì báo cáo cuối cùng đưa ra đề nghị về việc chi trả tiền mặt dựa trên các tiêu chí như là sự chênh lệch về sức khỏe và phân biệt đối xử đối với những người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên thì báo cáo còn đề nghị nhiều biện pháp khác như là kết thúc án tử hình và đưa ra giới hạn thuê nhà theo mã vùng lịch sử. Thống đốc Gavin Newsom nhấn mạnh rằng việc bồi thường không chỉ nên giới hạn ở việc thanh toán tiền mặt mà còn phải xem xét và giải quyết các vấn đề lịch sử và sự bất công đã xảy ra trong quá khứ. Cuộc thăm dò diễn ra từ ngày 24 cho đến ngày 29 tháng 8 và đã khảo sát trên 6.000 cử tri ghi danh, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hoàng Dung và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannel app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật an lành và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.